Công trình này thì bên mình sẽ thiết kế và thi công trọn gói từ A đến Z. Thì bây giờ là cái đội xây của Thái thì kiểm tra lại cho anh cái chỗ đèn LED ở cái khu vực này, khu vực cầu thang ấy, bởi vì cái chỗ này là của mình sẽ có một cái đèn LED dây ra đây để khi tạo cái hiệu ứng ánh sáng cùng với cả cái khu thông tầng của cầu thang nhá. Thế còn chỗ đội thanh thì lưu ý cho anh về cái vấn đề nội thất. Cái gỗ ốc chó của mình mà cái hàng nhập thế này này thì lưu ý là khi các lắp các cái thiết bị xuống ấy thì nó phải đồng bộ, các cái vân này nó phải đồng bộ với nhau nhá. Thì cái cánh này của mình là đang bị cái chỗ này với cái này, thì em kiếm cho anh cái này phải thay lại để cái này với cái này nó đồng bộ với nhau. Thì anh xem kiểm tra em tất cả những chi tiết khi lắp dựng như này thì mình cái biện pháp bề mặt kia thì mình sẽ cho phương án xử lý như nào nhỉ? Cái này là sau khi mà xong ấy thì bên sơn sẽ vào lại một lần nữa. Chúng tôi xác định là ngôi nhà là cái nơi mà chủ nhà là người ta sử dụng lâu nhất. Và cái việc của chúng tôi là phải phát triển cái ý tưởng của chủ nhà từ cái ban đầu, từ những cái hình thức nó rất là sơ khai, cộng với cả cái kinh nghiệm về mặt thẩm mỹ, về mặt lựa chọn vật liệu để làm và cả ánh sáng, để làm sao một ngôi nhà lên được đạt được cái về mặt thẩm mỹ mà theo vẫn là cái gu của chủ nhà. Tức là chúng tôi quan niệm là kiến trúc để vị nhân sinh. Người kiến trúc phải có những cái dấu ấn riêng để đưa vào cái công trình của mình. Vì vậy là ngoài cái việc mà kiến trúc vị nhân sinh đấy, thì anh em thiết kế ở bên AA cũng lồng ghép đưa những cái thẩm mỹ rồi là những cái chất riêng của kiến trúc sư vào trong công trình, nhưng mà làm sao nó phải đảm bảo được sự hài hòa. Đây là ý tưởng của anh, chỗ này nó đang hơi sáng ạ. Hơi sáng. Vâng. Nên định muốn có một cái khung gỗ. Vâng. Hình thức này cho vào đây. Vâng. Ok anh. Thế thì ngoài khung gỗ ra. Cho nó có vẻ nó đồng bộ. Đồng bộ. So với cái... Vâng. Nhìn nó giảm cái sáng cho cái phòng thờ nó uy nghiêm hơn. Ngoài cái thưng cái lao hệ lao như cái lam gỗ này thì em nghĩ là nếu không thì làm thêm cái rèm. Lớn. Tại sao mình không mang những cái hay, những cái chuyên nghiệp đấy sang cho người dân ở Việt Nam? Bởi vì mọi người có quyền được hưởng cái công nghệ, hưởng cái sự phục vụ một cách nó chuyên nghiệp, bài bản đấy. Được cái sự tư vấn từ A đến Z đấy, của một cái đơn vị chuyên nghiệp. Ở đây AA là phân công nhiệm vụ và vai trò rất là rõ ràng. Đấy, của thiết kế, của bên quản lý dự án, bên trực tiếp thi công là như thế nào để làm sao mà mình không bị xung đột giữa các bộ phận với nhau. Đây là cái nhà, cái khách sạn nhưng mà người ta thiết kế, mình ý tưởng mình thiết kế theo hình tròn. Hình tròn. Bản thân cái hình tròn đấy là một cái mà tương đối là mình phải tính toán khi mình đi vào cái vấn đề thi công thực tế. Chủ đầu tư ở đây thì họ mong muốn là cái không gian này như thế, họ thích không gian nó tròn như thế thì làm sao nào nó có gì đấy nó mềm mại và nó hòa được vào cái thiên nhiên ấy. Nhưng mà từ cái cốt này với cái cốt bể bơi với cốt trên này nó chênh nhau bao nhiêu? Cái mặt bể bơi gần như nó bằng cái mặt sàn này. Trước đây thì tôi học đại học xây dựng khoa kiến trúc, thì về cái đam mê từ cái thời đi học thì muốn theo đuổi là cái dòng thiết kế mà nó kết hợp giữa cái yếu tố mà nó hiện đại tiện nghi và đưa những cái mà không gian xanh vào những cái không gian thiết kế của mình. Anh em có cái thời gian mà từ cái hồi đại học làm việc và học tập cùng với nhau, sau này ra trường thì kết hợp vào với nhau, thì ở đây là mỗi anh em có điểm mạnh riêng. Thì thế mạnh của tôi là về cái phần thiết kế, còn anh Hơn
anh có kinh nghiệm về cái mảng thi công và nguyên vật liệu, thì anh em kết hợp với nhau ở đây là làm sao là mình bù đắp cho nhau những cái mà mình còn thiếu. Ví dụ là khi một cái sản phẩm lên thì rõ ràng là nó phải đầy đủ từ cái yếu tố thẩm mỹ đến yếu tố công năng và yếu tố thực tế, thì tôi sẽ đảm nhận vào cái phần ý tưởng, còn anh Hơn anh sẽ biến cái tưởng đấy thành cái hiện thực. Hai anh em có bên nhau trong xây dựng thì cũng dựa trên cái gọi đam mê giống nhau. Mình thì học khoa vật liệu xây dựng thì có những cái là am hiểu về các tính chất của các loại vật liệu, thì nó tương đồng để khi mà đưa ra một cái sản phẩm làm đẹp ấy, thì nó phải có những cái vật liệu mới đưa vào kết hợp với các cái ý tưởng của bạn kiến trúc sư để biến những cái ý tưởng đấy thành công trình thực tế. Nhóm ba người đã kết hợp được gần 2 năm rồi. Thì trong quá trình làm việc ấy, thì nó sẽ có những cái mỗi người có một ý tưởng riêng, nhưng mà trên cái tinh thần hợp tác để đưa cái công ty phát triển lên ấy, thì luôn luôn có cái sự ngồi lại với nhau để bàn bạc với nhau để đưa ra được những cái nhận xét và những cái ý tưởng mà nó tốt nhất, đẹp nhất, phù hợp nhất. Ba anh em đều có những khoảng thời gian đã quen với nhau từ thời sinh viên. Đấy, thí dụ như là mình với Thành là trước ở cùng với nhau ở ký túc, và mình với Hà thì học cùng với nhau ở lớp đại học. Thì có rất nhiều các đồng đội và chiến hữu, nhưng mà tuy nhiên thì ba anh em có những cái mong muốn chung, đó là đều muốn làm đẹp nhất cái sản phẩm của mình, tức là đều thích cái đẹp. Thì khi ba ông đều thích cái đẹp thì gặp nhau thì nó dễ lên một cái xây dựng một cái nền tảng chung, có tiếng nói chung nó dễ hơn. Cái khó khăn của chúng tôi thì cũng là cái khó khăn chung của các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam, đặc biệt là các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thiết kế, xây dựng và nội thất. Cái đầu tiên chúng tôi khó khăn đó là vốn. Đấy. Như chị biết thì cái xây dựng nó cần một cái lượng vốn rất là lớn. Cái thứ hai nữa là kinh nghiệm về quản trị, kinh nghiệm về marketing, kinh nghiệm về sale. Thì ra chúng tôi chỉ đơn thuần là những người có nghề và làm tốt cái sản phẩm, coi như một đứa con tinh thần để làm đẹp thôi. Chứ còn để mà quảng cáo hay là mở rộng ra các cái kênh khác để giới thiệu cho nhiều người biết đến chúng tôi hơn thì đó là cái rất là khó khăn. Đấy, thì rồi là rồi nhiều cái nữa, khi mô hình của công ty chỉ có 5 người, bây giờ phát triển lên 30 người, quản lý lượng nhân công khoảng hơn 200 người thì nó cũng lại khác. Khi những cái doanh nghiệp vừa và nhỏ như chúng tôi khởi nghiệp thì cái sự hỗ trợ từ ngân hàng là gần như không có. Nhưng mà lúc này thì phải cần cái sự hỗ trợ từ người thân, bạn bè. Đấy, những người mà người ta đã có niềm tin vào cái khoảng thời gian kiểu mình rồi thì huy động cái nguồn vốn đấy đầu tiên. Thế sau đó thì nguồn vốn từ các công trình khác tính toán để xoay vòng làm sao cho nó khớp. Nói chung cũng rất nhức đầu. Và công trình của mình thực hiện càng ngày nó càng ổn ấy, càng nhiều thì thực ra thì cái lợi nhuận từ cái việc xây dựng này nó cũng rất là ít. Đấy, thì mình cứ tìm cách, sau đó là tìm cách để mình quay vòng vốn. Đến hiện tại bây giờ là các anh em làm cùng với mình, anh em khởi nghiệp là đều chịu cái sự hy sinh từ là hiện nay làm nhưng mà không nhận lương, tức là cái lương của anh em trong ban lãnh đạo sẽ chuyển vào cái giá trị của công ty, và có thể là mô hình chúng tôi sẽ đi sẽ là cổ phần, các anh em cổ phần thì nó cũng làm cái hy sinh rất lớn từ ban lãnh đạo. Thực ra là bên này là luôn luôn phải học hỏi, học mọi thứ. Bản thân mình cũng quan niệm là thôi thì sếp là người dốt nhất của công ty. Và tức là luôn luôn học hỏi từ đối tác nước ngoài, các đồng nghiệp với mình, từ đối thủ, thậm chí là học từ chủ đầu tư, vì họ cũng có nhiều ý tưởng rất là hay. Chúng tôi xác định là đã không làm thì thôi, làm thì phải chất, làm thì phải tới cùng. Có những cái công trình, có những cái dự án mà thậm chí phải bỏ tiền túi ra để thực hiện đúng cái ý tưởng của mình thì cũng vẫn phải quyết tâm làm. Đấy, sau khi làm xong thì mình nhìn lại với con tinh thần của mình thì mình rất là hài lòng. Thì nó là cái động lực để mình làm những cái sau tốt hơn, chất lượng hơn, đẹp hơn.
có một cái thế mạnh là có thể thi công được từ Nam sang Bắc. Đấy, với cái đội ngũ thì đấy cũng là một cái thế mạnh riêng của A. Cái thứ hai nữa là cái bên mình nó có cái thuận lợi hơn là mình vừa thiết kế và mình trực tiếp thi công cái sản phẩm cho mình thiết kế. Tức là ngay từ cái khâu thiết kế là mình cũng đã được tính toán để làm sao đưa được những cái thời gian, tiến độ hay vật tư nhanh nhất để vào setup trong một cái công trình. Ví dụ như các công trình bình thường làm mất khoảng thời gian là 10 tháng thì chúng tôi sẽ cố gắng để rút xuống còn khoảng 5 đến 6 tháng. Cái thi công của A thì mình sẽ lựa chọn các cái nghệ nhân, cái thợ tay nghề bậc cao ở các làng nghề gỗ nổi tiếng của miền Bắc, đặc biệt ở vùng Đông Anh là cái vùng mà chuyên làm cái gỗ mỹ nghệ cho đồng kỵ. Đấy. Mình sẽ kết hợp với gỗ nhập khẩu vì công nghệ tẩm sấy của họ rất là tốt, bề mặt của họ rất là tuyệt vời. Tôi theo nghề này khoảng gần 30 năm. Trước kia là tôi làm ở tại làng nghề đây, sau đó tôi quyết định về mấy em hơn là khoảng được một năm nay. Làm nghề mình phải có duyên đấy. Thứ nhất là mình thấy một cái sản phẩm của mình ra mà cảm thấy là nó chưa được những gì mình mong muốn thì mình cứ hàng ngày mình tìm hiểu và mình học hỏi. Thế sau đó là cứ ngày tháng cứ trôi đi, thế là mình thấy cái sản phẩm mình càng ngày càng lên và mình thấy đưa ra khách hàng người ta, nhiều người ta chấp nhận cái sản phẩm của mình. Là mình cảm thấy điều đó là mình thấy yêu nghề rất nhiều. Cái quan trọng nhất mà khi anh em chúng tôi cùng làm với nhau về AA thì đầu tiên đó là cái sản phẩm phải được xã hội công nhận, tức là nó phải đẹp, nó phải thích. Cái thứ hai mà chúng tôi quan niệm là bất kỳ các cái công trình mà khi do 3A thực hiện thì cũng phải để lại một cái dấu ấn gì đấy của AA. Ý nghĩa thứ hai của 3A thì cái A đầu tiên đó là cái phần nghệ thuật. Trong tiếng Anh là từ art, kiến trúc là nghệ thuật. Thứ hai nữa là cái phần architect, nghệ thuật về kiến trúc, nội thất. Thứ ba nữa là cái từ tôi muốn dành chữ A cuối cùng cho anh em. Công ty này cũng không phải là của một riêng ai, không phải riêng tôi, không phải riêng của ban lãnh đạo, mà công ty của do mọi người. Mỗi người có đóng góp một công sức để xây dựng lên cái công ty này. AA là sẽ tư duy là design build, tức là vừa thiết kế vừa thi công. Nó sẽ rút ngắn được cái thời gian thi công. Ví dụ một cái nhà nó khoảng tầm 20 đến 30 cái đội thợ bắt đầu việc. Thế làm sao mình để khớp được các cái đội vào như cái bánh răng để chạy bon nhất, thì đấy là cái mà AA đã giải quyết được. Đấy. Thì cái thứ hai nữa là cái luôn luôn tìm kiếm những cái xu hướng mới của thị trường, cập nhật những cái phong cách thiết kế mới để đưa vào các cái sản phẩm, làm sao mà các công trình sau không được trùng lặp mà giống công trình trước. Quan điểm của chúng tôi là như vậy. Chất lượng của sản phẩm, cái thời gian bảo hành bảo trì của sản phẩm nó có thể lên đến khoảng 6-7 năm. Đó. Những cái công trình đặc biệt đấy, thì chúng tôi sau khi thi công xong thì khoảng một thời gian 3 tháng, 6 tháng sẽ có nhân viên gọi điện hoặc có kiến trúc sư qua thăm công trình. Đấy, có những cái vấn đề gì mà còn sai sót, còn hỏng thì mình sẽ xử lý luôn. Mình đều, bọn của tôi đều xác định là một người đều không thể làm được tất cả. Quy mô của AA cũng sẽ lớn mạnh lên rất rất nhiều, và cùng với đó là các cái sản phẩm và các cái thương hiệu nội thất, cái sản phẩm nội thất của mình đưa ra thị trường được mọi người biết nhiều hơn, được công chúng rồi mọi người sử dụng đánh giá nhiều hơn, biết nhiều hơn về, thì cái đấy là cái niềm vui của bọn tôi khi mà dựng lên một cái công trình, có một cái lời khen từ các cái nhà chủ nhà chẳng hạn, từ các đối tác cũ rồi họ lại giới thiệu cho đối tác mới, thì đấy là cái động lực rất lớn để mình ngày càng hoàn thiện hơn.